Tuổi hạn chỉ là một cái quan niệm dân gian, và bằng kinh nghiệm đúc rút qua nhiều thế hệ thì người ta cho rằng 49 chưa qua, 53 đã tới là một cái điềm báo xấu không may mắn. Nhưng mà thực tế, mặt tốt và xấu luôn song hành với nhau trong cuộc sống. Vậy thì 49 chưa qua, 53 đã tới là gì? Có thực sự đáng sợ như người ta vẫn nói hay không? Theo quan niệm dân gian thì mỗi người đều sẽ trải qua những cái tuổi hạn nhất định. Nhiều người tin rằng thông thường một năm hạn sẽ gặp những cái chuyện không may và thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời đều có thể gặp vận hạn xấu. Nhưng mà khi mà hai tuổi 49 và 53 nó tới thì người ta coi đó là cái tuổi hạn nặng nhất trong đời người nên được nhắc tới thường xuyên. 49 chưa qua, 53 đã tới là một câu nói ám chỉ tới tuổi hạn của mỗi người. Tức là vào một cái năm nhất định nào đó, khi mà bạn sang cái tuổi 49 và 53 thì sẽ gặp phải không ít những cái điều xui xẻo, vận xấu và thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Vậy thì vì sao lại có cái quan niệm về cái tuổi hạn như thế này? Từ xưa tới nay, hãy nghe tới cái tuổi hạn là nhiều người nghĩ tới những cái điều xấu, không may đến với mình. Thực tế thì theo từ điển Hán Việt thì hạn là cái vùng đất nguy hiểm, ranh giới, phạm vi quy định, kỳ hạn quy định hay là ngưỡng cửa. Tuổi hạn cũng chỉ là để đánh dấu một sự kết thúc của một cái quá trình này, nhưng có thể lại mở ra một quá trình khác. Nó không hoàn toàn là tốt hoặc toàn xấu, mà thường xen kẽ những cái kiểu trong rủi có may. Và trên thực tế, do thiếu hiểu biết nên nhiều người vẫn quy kết hạn là xấu. Và thậm chí hạn sao Mộc Đức Thái Dương lại rất là tốt, nhưng mọi người vẫn gọi là hạn. Sao xấu là hung tinh, là ác tinh thì mới nên cắt giải. Còn nương tinh là chuyển đổi, còn cát tinh là sao tốt thì phải nghênh tinh, tức là đón rước về. Vậy tại sao có hạn 49 chiều qua 53 đã tới? Trong dân gian thì có nhiều cách để giải thích vì sao cái tuổi 49 và 53 chúng ta gặp rủi ro nhiều hơn. Dưới đây là một số những cái lý giải thường gặp nhất ở hai cái độ tuổi này. Cách lý giải đầu tiên là khi chúng ta cộng dồn cái số 49 lại. Các bạn lấy 4 cộng với 9 là bằng 13 và 1 cộng 3 là 4. Nó tương ứng với năm gặp sao Thái Bạch, nữ gặp sao Thái Âm. Còn khi cộng dồn số 53 lại thì ta được số 8, tương ứng với là nữ gặp sao Thái Bạch, nam gặp sao Thái Âm. Mà Thái là quá, Bạch là trắng, chủ về tang chế, tai nạn, xương cốt. Âm là tối, là đen, là nước, là hiểm trở, chủ về ốm đau, dao kéo, xe cộ và sông nước. Còn cách lý giải thứ hai, đó là chòm sao Thái Tuế quản về 12 năm hành chi, khởi điểm là 1 tuổi. Mang sao Thái Tuế cứ gặp 12 năm lại lặp lại một lần. Và những cái năm mà có số tuổi chia cho 12 dư 1 như là 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85 sẽ mang sao Thái Tuế. Mà Thái Tuế chủ về quan sự, khẩu nghiệp, hao tổn, đau ốm và tang chế. Trước Thái Tuế có thiên không, sau Thái Tuế có quán sách và đôi sao này thuộc hỏa và không có lợi. Còn có một cách lý giải nữa, đó là cách lý giải thứ ba. Thì theo quy luật của tạo hóa, thì từ khi thai nghén, con người ta đã theo chu kỳ 7 nhân 7. Theo đó, các mốc có số 7 như là 7 giờ, 7 ngày, 7 tuần, 7 tháng, 7 năm đều đánh dấu sự thay đổi quan trọng. Cụ thể, 7 năm thứ nhất phát triển chiều ngang, 7 năm thứ hai phát triển chiều cao, 7 năm thứ ba là phát dục, 7 năm thứ tư là phát triển cơ bắp, 7 năm thứ năm là phát triển trí tuệ, 7 năm thứ sáu là phát triển toàn diện, 7 năm thứ bảy là dừng lại, ổn định, dần suy giảm. Mà 7 nhân 7 là 49 sẽ hết một chu kỳ. Hết một chu kỳ này sẽ là 49, 53, có thể sẽ bị diệt vong, cũng có thể sẽ là phát triển một chu kỳ tiếp theo. Đó là sự sinh, còn xét về sự tử
thì khi mà con người mất đi cũng theo luật tạo hóa, cái gì sinh ra trước thì mất trước, sinh ra sau thì mất sau. Sau đó người ta mới có cái lễ tứ cửu, tức là 49 ngày. Cũng theo quy luật đó thì hết vòng 49 năm 3 thì mọi sự lại tốt đẹp và hồi xuân. Thế để giải thích 49 chưa qua, 53 đã tới theo góc nhìn của khoa học và Phật pháp. Quan niệm tuổi hạn thực tế là không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên thì ngay trong vật lý học và triết học hiện đại cũng thừa nhận có một cái vật chất gọi là vật chất tối bên cạnh vật chất thông thường. Liệu có đúng hay không? Chuyện vận hạn, bệnh tật liên quan tới 49 chiều qua, 53 đã tới, xét về khoa học. Ở vào cái khoảng tuổi này đồng nghĩa với việc con người ta đã bước sang nửa kia của đời người. Sức khỏe bắt đầu giảm sút, sức đề kháng kém hơn, nguy cơ ngã bệnh cao hơn, xương cốt yếu hơn, dễ bị thiếu canxi, mắc bệnh như thoái hóa xương, khớp rồi ảnh hưởng tới biến chứng của các cơ quan khác như tim mạch. Cỗ máy cơ thể đã làm việc không biết mệt mỏi, rút lửa đời người, nên là mạch máu có thể sẽ bị tắc nghẽn do mỡ máu, mà tắc ở đây có thể là đau ốm. Đặc biệt là với những ai tuổi trẻ đã phí hoại sức khỏe của mình để chạy theo tiền bạc, danh vọng cho bản thân, thì lúc này sức khỏe sẽ sa sút là một điều dễ hiểu. Rồi tới khi vận mạng 4953 để gọi là một cái số đánh dấu một thời điểm sức khỏe đã suy kiệt hoàn toàn. Còn về mặt tâm linh, từ tuổi 49 cho 53 ứng với con số 5, về mặt ngũ hành bao gồm sinh, lão, bệnh, tử và sinh. Và nếu ai đó vượt qua được, nghĩa là họ đã thay đổi nhịp sinh học để bước vào một chu kỳ phát triển mới ở trong đời. Trong kinh điển nhà Phật giáo không bàn đến và cũng không trực tiếp phủ định vấn đề phong thủy số mệnh như tuổi hạn. Mọi biểu hiện giàu nghèo, thọ yểu, rủi may ở đời đều bị chi phối bởi hai loại nghiệp lực do chính con người tạo ra. Đó là nghiệp bản hữu, là nghiệp do kiếp trước mình tạo ra những cái điều mà mình nhận ở đời này. Ví dụ như ta sinh ra ở trong nhà ai, làm anh em với ai cũng là nghiệp. Nghiệp tân huân là nghiệp do chính mình tạo ra trong cuộc sống hiện tại thông qua việc làm thân, lời nói, suy nghĩ. Xấu tốt đều do chính mình tạo ra và chịu trách nhiệm chứ không hoàn toàn do tuổi hạn quyết định. Có thể nói tuổi hạn cũng như 49 chưa qua 53 đã tới chỉ là một quan niệm dân gian bằng kinh nghiệm cuộc sống mà người ta đúc rút, có thể đúng với đại đa số người này nhưng cũng không đúng với một số bộ phận khác. Không nhất thiết là vào năm hạn thì người ta không được làm việc lớn. Quan niệm tuổi hạn và những điều tốt xấu đi kèm thuộc về đức tin của mỗi người, do đó không thể ngăn cấm, xóa bỏ. Cái quan trọng là mỗi người cần nhận thức đầy đủ, tỉnh táo để không bị lừa gạt với những trò mê tín khi có cơ hội đến mà không nắm bắt rồi đổ lỗi tuổi hạn thì hoàn toàn là sai lầm.